mọi ánh mắt hướng về chiếc cúp bạc danh giá. 24 anh tài châu lục, 51 trận đấu, những màn tranh tài nóng bỏng, những ngôi sao sáng rực bầu trời nước Đức. UEFA Euro 2024 trực tiếp trọn vẹn trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.